68 tuổi hả? Đây bữa nay thì Út Hà ghé nhà của bà cụ 98 hôm bữa mình quay đó, mình lại hỏi lại coi bà có nhớ không. Thì bữa nay thì trời mưa gió với hai ngày tương á, thằng cháu nó không có đi bắt ốc nên là ở nhà không có bán ốc. Bộ ở nhà thấy cũng hơi buồn nha, làm như giá chợ giúp rồi vui hay sao á. Nè buồn chứ. Dạ. Bà hồi đó tới giờ bà có thoải mái, có khỏe không bà? Trời cứ mặn mình mong đâu có bệnh hoạn gì hết trời, mà xứ nào cũng có, hai trà cũng có, hai cà phê cũng có. Ai dùng công nguyên ngoài mặn mướn ngoài. Không... Mặn mướn ha, chứ không phải làm chủ ha. Làm mướn. Dạ. Yeah. Rồi đi tùm lum hết trơn, chỗ nào cũng đi hết trơn vậy hả? À, mùa lúa thì mót mặn được 40-50 giỏ lúa đổ bò đó. Yeah. Rồi bắt đầu đi ăn mướn mình thấy ghép hết trơn, để nhà cho con nó ăn. Dạ. Yeah. Để ăn. Rồi hồi đó ông cụ mất sớm không mà bà mặn còn khổ dữ vậy? Mất sớm, mất thì tôi mới có 35 tuổi. Dạ. Yeah. Rồi bà ở vậy nuôi con tới già luôn. À. Quá tốt luôn nha. Thằng trai Út mới có 6 tuổi. Dạ. Yeah. Đứa 8 tuổi, đứa 12 tuổi anh nuôi. Ba đứa. Vậy đó rồi bà đi mặn mướn, mặn thê nuôi ba đứa hết trơn. Dạ. Rồi ông mắc rồi vậy, rồi bạn sống mình lúc đó là chưa có cái nhà này ha. Chưa có, rồi che cái nhà như lợp bằng đưng đó. Dạ. Rồi chầm lại miếng rồi lợp lên. Các dạ. Nhà nhỏ xíu như cái trò ruộng nhỏ nhỏ. Dạ. Rồi xong rồi cái mặn mướn rồi nuôi con rồi tới lớn lên rồi mới cắt cái nhà này được ha. Nhà này là của mấy đứa con, đứa cháu đó, hùng lợi đứa mới nữa đó. Dạ. Đó. Chứ đâu có được gì đó, ở cái nhà gì thấy như cái trại ruộng nè. Dạ. Bây giờ cắt được cái nhà rồi, giờ có để dành được ít nhiều gì trong nhà không? Không có, vợ có như xài hết rồi. Dạ, không còn để dành gì. Già rồi đâu có mặn này rồi mặn. Dạ. Bởi vì con nói giống như bây giờ bà có cái nhà ăn vậy, nếu nhà nước ta xét vô người ta đâu có cho bà hộ nghèo được đâu. Ừ. Tại vì cái nhà nó đàng hoàng. Ừ. Mà ngặt gì thì ở trong nhà thì nó có được cái nhà, ở trong nhà thì tiêu tành hết trơn ha. Không có cái gì hết. Dạ, thì Út Hà cũng xin nhắc lại là hoàn cảnh của bà cụ 98 tuổi. Có thằng bây giờ có hai cô gái và thằng trai, thì cô gái thì cũng có chồng ở riêng tư hết, cũng nghèo. Rồi còn thằng trai thì ở nhà có cô dâu thì có bán đồ bên chợ á. Ừ. Nhưng mà giờ bị tai biến rồi không có bán được, về nhà nằm á cả 2 năm nay là không có bằng ăn gì được hết luôn. Rồi cái cặp mà vợ chồng của bà, con trai của bà thì có thằng trai, có thằng trai là cháu nội của bà thì nó bị có tật nguyền nữa, nó không dò hay đi gần nhắc rồi đến khi mà nó có vợ xong có hai đứa con rồi màn ăn cũng không có đủ sống, khổ quá. Vợ mới lên Bình Dương làm, thì đi lên trển thì cũng không có gặp vận may, thì lên trển thì sao không biết, là chạy xe thì bị tông người ta rồi tự luôn, rồi thành ra là đâu có ai mà bồi thường gì đâu. Rồi tự động gia đình, nuôi gia đình, cha mẹ ruột mày ôm sát về nhà thì tính luôn, chứ không có ai bồi thường hết. Giờ bỏ lại đây hai đứa cháu nội thơ nữa, một đứa là có 2 tuổi, một đứa có mấy tháng nữa. Mà con dâu thì mới mất có bữa nó bao nhiêu, bao lâu rồi bà? 26 tháng 4 á. Mất ngày 26 tháng 4 đây nó mới có mấy tháng 4, giờ mới mất có tháng 4 năm rồi hả? Từ hôm đó, từ nhiều người mới tới 34 đó. Vậy đó hả? Ờ, vậy mới có 1 tháng mấy rồi hả? Ờ, thì dâu cũng mới mất có 1 tháng mấy rồi, cháu dâu. Đó rồi bỏ lại 2 đứa cháu nội nhớ xíu xíu. Thì bữa Út Hà có quay rồi đó. Bữa nay cũng đi nghe bà bán ốc mới ghé thăm, coi đi ngang cái đường này ghé thăm thì sức khỏe của bà thì bà nó không có bán. Dạ. Nói chuyện nghe bà ơi. Bây giờ thì khổ có thì đi bắt bán, rồi lúc nào không có ở nhà cho. Dạ. Rồi đó cái nhà mới xong đó. Dạ. Yeah. Rồi khi ăn xuống đứa mới cắt nữ chút ít rồi bổ cắt dê cho ở đó, cái tôi ở nhà cho nó đó. Dạ. Yeah. Rồi bà bán ốc thì vậy ngày khoảng nhiều không bà? Ít chục ngàn cái gì cô ơi. Vậy hả? À. Bán ngày ít chục ngàn. Đủ xài đó, khi không có xài, bệnh thôi hay bệnh thì không có xài. Dạ. Đúng. Ở đây cháu nội nè, cháu nội con của anh của nhà đó, thì chỉ cho cháu nội có tạc nguyện như vậy nè. Bữa nay có đi bắt ốc không em?
Dạ chút nữa nước cạn em mới đi. Nước sâu quá bắt không có được, không có tới. Nghe bà nói là 2 ngày tương không có bắt nên bà không có ốc bán đúng không? Bây giờ mới bắt lại bán tiếp tục ha. Dạ dạ. Như nước cạn cũng như nước sâu quá chắc mình là bắt không có tới. Còn nước cạn thì mình lặn được hết. Trời ơi khổ. Đi bắt cặp mấy sông hả? Dạ bắt theo mấy con kinh nó mới có ốc nhiều. Bắt theo mấy con kinh ha. Giờ nào nước nó cạn cả 10 giờ mấy dạ nước sâu quá cái mà ốc nó lặn dưới đáy mình thâu lần tết rồi như vậy rồi sau bữa nghe nó cũng có mua ba thêm bán nữa ha. Dạ ví dụ mình mua được mình mua còn mua được thì mình bắt thêm phụ vô chứ để mình mua không được mà không có bắt cũng không có bán rồi mấy nhỏ cũng không có sữa để uống. Dạ đó thì giống như là em bắt thì nó đỡ tốn cái tiền vốn rồi mình bán có tiền thêm để mua sữa. Dạ, thì nghe là hiện giờ em là gia lao động chính của gia đình. Dạ. Rồi vừa nuôi hai đứa con thơ là sữa nè, rồi bà mẹ bị tai biến ở nhà luôn, rồi bà nội nữa, rồi dạ, ba thì ở nhà phải giữ hai đứa nhỏ, ba đi bán số được thì mà mất giữ hai đứa cháu cũng không đi bán được luôn. Dạ. Đó thì bây giờ có mình nên em ơi. Dạ. Mình anh em mà đi bắt ốc rồi bán rồi thôi quá sót luôn cả nhà ơi. Thì có nói chung cũng thà nói là gia đình của bà cụ có cái ngôi nhà nè, bà cụ có cắt nhà nó giỏi lắm á, bà làm ăn rồi con cháu hùn hợp vô cắt cho bà được cái nhà, nhưng mà giờ lâm nguy rồi cái nhà ông nội giữ cháu nội nè, còn bé nữa đâu rồi dạ ngủ trong phòng ba tuổi mấy? Thôi cô bữa hổm mua sữa cho con đó. Đi ra đây nè, ra đây nè, mua cho con tiền mua sữa uống nè. Ra đây lỗ. Ra đây tiền mua. Ra con ra đi. Nín con. Như vậy rồi bà ơi, rồi công việc ở nhà rồi sao bà? Cơm nước rồi sao? Có khi con nấu. Cô nhất đây nhất quả. Nước là cơm nước không ba. Con trai đó đó ha. Chú đó nấu cơm. Dạ. Cái điện nè, tôi ấy có nấu ga, bếp ga điện đó. Hình dạ, dạ, nấu điện thì bà không nấu rồi, rồi đồ ăn. Đồ ăn thì nó mặn, có, ăn có gì cô ơi, khô khô hẹt hẹt ra có gì, tương này. Bà ăn tương ha. Ăn mặn mà cũng ăn tương, phải có cơm mới, miếng cơm này trăng tương thì rồi. Vậy ăn mặn nhưng mà cũng như ai tôi cũng như là có đồ ăn rồi vừa nhịn nhau ăn vậy thôi mà con. Trời ơi sốt quá. Dạ. Để cái gia đình mà cảnh mình về rồi lâu có ăn sống qua ngày. Tôi nói tuổi này cũng vừa thôi ông bà ơi, cho tôi thấy không theo bà cho nó khỏe con thấy không cô ơi. Nói vậy chứ bây giờ bà ở đây thì nhiều khi mình không có làm được, nhưng mà bà cũng qua bà bán ốc được tiếp cho con cháu nè. Hay là hoặc là nhiều khi bà dòm cháu nội đồ cho ổng vô thằng trai vô nấu cơm đồ ăn cũng được, chứ bà đòi đi theo ông theo bà bỏ con cháu lại sao chịu nổi. Nhiều khi hiện giờ con cháu nhờ cái đức của bà đó. Thì ở nhà đây dâu nó có gì kêu thì tôi bưng này kia, còn thấy chồng nó mắc liêu bán số bán gì xếp thì ra xài đó, thì tôi ở nhà kêu gì tôi có cơm nước mẹ kia bưng. Hai đứa nhỏ bà giữ sao nổi phải không? Hai đứa nhỏ dễ lắm, vô phòng đóng cửa rồi vậy hả? Dạ. Cho nó ăn no rồi cái vô nằm ra đóng cửa rồi. Dạ. Nó không có ra được. Đi làm có 6 giờ thì thấy ông bà là chừng nó tới sáng, chừng hai đứa này tới sáng.